Thông báo cho anh em một tin cực hot tại trên sốt7sao.com nha anh em. Đầu tiên, 10 vòng quay đang chờ đợi anh em với hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Tiếp theo anh em ơi, danh mục bán nick ngầm sòm sẽ có những nick giá trị từ 1.000 Việt Nam đồng vào những khung giờ ngẫu nhiên. Khi mua vàng ngọc tự động tại sốt7sao.com vào những khung giờ vàng, anh em sẽ có cơ hội mua được x7k, tức là 100k anh em có ngay 700 triệu vàng anh em ơi. Ở phần bài viết mình có viết cách kiếm nick miễn phí tại trên sốt7sao.com. Anh em nào mà chưa có nick để chơi thì hãy link ngay sốt7sao.com. Vừa ngon lại nhiều sự kiện, sử dụng sốt7sao.com thật là tiện. Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình nhé. Mình là Gen TV đây em ơi. Thì em ơi, còn khoảng 30 ngày nữa thôi em ạ, là sắp đến sự kiện World End 2019 rồi. Thì sự kiện này mình cũng khá là mong ngóng em ạ. Thì còn khoảng 30 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đến với sự kiện World End 2019 em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cho em xem sự kiện World End 2018 như nào nhá. Đây là em ơi, thì World End 2018 là từ vào khoảng 21 tháng 12 năm ngoái các bạn, thì cũng khá là easy game đấy. Đây, mình đặt qua anh em sự kiện này này. Trong không khí se lạnh của mùa Giáng sinh, thế giới ngập sầm tưng bừng đón chào đón sự kiện Low End 2018 với nội dung như sau. Thời gian là tự bảo trì được khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 12 các bạn, cho đến hết ngày mùng 5 tháng. Ui. Ô, bảo trì lâu vậy cả 5 ngày cả. Phết nhỉ. Hai là nội dung sự kiện anh em ạ, là xem được có gì là đây, nói chung là khá là ngon anh em ạ. Thế mình sự kiện lô 2019 này cũng khá là ngon đấy, ngon là một sự kiện khác anh em ạ, kiểu là anh em úp bên côn không bị có khả trang côn phải đi có khả trang gì nhỉ, đội cái nó lỗi đấy là không sang côn không bị lạnh, không bị giảm chỉ số nhá. Đó, đặt sự kiện nhá. Trong thời sự kiện diễn ra sự kiện ông già lỗi sẽ xuất hiện ở các phát quà khắp nơi. À, có nghĩa là anh em đánh chết ông già Noel là được quà được cái gì ra rơi ra hay sao ấy. Ờ, để nhận quà các bạn có thể có tất Giáng sinh này, vật phẩm này có bán tại cửa hàng Santa hoặc đánh quà rơi cũng như các bạn. Nên là anh em đánh là em đến đánh nhận được quà hay sao đó, anh em đến cửa hàng của ông Santa gửi quà nhá. Hộp quà từ ông già Noel sẽ chứa nhiều thành phần thưởng đa dạng khác nhau như đá nâng cấp này, ngọc rồng này, vàng này, ngọc xanh này, ui con ngọc xanh này cũng khá là phê đấy, sa pha lê này, kẹo giáng sinh này, ui quả phiền giá em ạ, kiếm phiền giá dễ dàng rồi. Khi đánh quái bạn có thể cơ hội nhận được tất giáng sinh, à có nghĩa là anh em đánh con quái này đầu tiên đấy cũng phải rơi ra quái nhá, cũng phải rơi ra cái tất đi nhá, hoặc kẹo giáng sinh này. Nếu bạn đội cất kỳ món Noel nào thì sẽ may mắn nhận gấp đôi, ui như anh em đội được khoảng đội đó Noel nhận được x2 em ạ, x2 món đấy. Tích 99 cái giáng sinh để đổi đón ở đùa, anh em phải tích 99 cái giáng sinh để đổi cái lón Noel nhé, hoặc cái lón Noel có thể mua được 500 vàng em ạ. Mình hồi trước mình chơi rồi, ngoài ra tại Santa cũng bán hai lón Noel xám và xanh đấy. Trong lúc dạo chơi Noel các bạn có thể bé Tuần Lộc đi lạc vào nhớ dắt về trả ông già Noel nhé. Ủa, anh em thấy con Tuần Lộc ở địa đường thì anh em mang nó về cho ông già Noel, anh em đã nhận được quà cũng khá là thú vị đấy. Là bật mí để chắc là đang có chủ, bạn hãy đứng sau Tuần Lộc vào chat SS. À, mình biết cái rồi các bạn, mình sẽ làm cho các xem nhá. Nếu may mắn sẽ nhận Tuần Lộc chạy theo bạn. À, phải may mắn đấy cơ này. SS hô hô đấy, em thấy không? Bạn nhận được 2000 vàng, 26k vàng, ôi ít thế. Nghe không ăn thua các bạn. Mình thử xem bạn. Đây, mình cho các bạn anh em xem một đoạn là sự kiện Noel 2019 của một YouTuber YouTube lớn nhá. Đây. Đấy, mua cái lón này bạn 100 ngọc vào được à. Ui, HP 30% này, không bị lạnh này, nó không bị như kiểu chẳng khả trang côn đấy mà. Đấy. Chỉ số con vãi lồi rồi, 100 ngọc anh em úp bóc phê luôn, đỡ phải mua khả trang côn. Cho một tháng rồi cũng hơi ít. Bao mình xem bạn ấy giới thiệu tiếp là. Đấy, đeo vào, ui trời. Ông đẹp trai em ạ, ui đẹp trai không? Đấy. Thì khá là ngầu là cool chứ. Đó, xem tiếp nhé. Đây cái lón này cũng khá đẹp bạn, cái lón xanh xanh này khá đẹp rồi, tóc vàng luôn, nhìn đẹp nhỉ. Đây vào cửa hàng nhé, đấy cửa hàng em thấy không? Ơ, xem nào. Đây em thấy không? Ơ, chờ hơi lát, đợi xíu. Đây cửa hàng mua, đây em thấy không? Mua cái lón là lón 6 500 vàng nhé, còn lón xanh là 100 ngọc các bạn.
tất học sinh năm cũng năm một cái, thà đi úp hơn đấy mà, không là mua mua thì phí, em đi úp còn hơn, mua năm một cái là lỗ to em ạ. Hai em phải chắc thế giới à, không biết gì ạ, thì phải mua tự úp thôi ạ, không phải làm gì được, tự tự bung thôi. Xem, ồ mua x9 úp ít à, sau đó em qua bằng biết để đổi họa đổi hay đến đâu là đổi à, quỷ lão à, à không phải đến đâu là đổi ra, mình xem bạn đến đâu là đổi nhá. Bắt đuổi ra rút làm gì đấy, à phải về bạn biết ở ngoài bắt đuổi ra rút đổi sao, à không phải với ông ta, để xem kỹ lại em ơi. Ơ lại chạy lưng tao tưng. Ơ à không sao, cho đấy bạn. Ai da. À, à đúng rồi, ông sao đấy, để cho tất anh bạn để được quà đấy. Hả, easy thì mở nhá. Mở. Ui. Về xem, ôi ở được quà họ lên mở được gì em ơi, sao bạn đi mở nhá, anh phải chạy theo giờ nó lên đuổi kia để bắt bạn đi mở như nào nhá. Ok để hai họ xin để mở nhưng mà ui em phải tìm ông giờ nó lên cho rất được em được quà đấy, mình khá là ngoan mạng, theo mình skill làm anh cũng khá là ok đấy. Anh em chỉ bị tích vàng tích lũy vàng đi à, tích hợp để mua mấy cái trang Loen anh em ạ, mua cái lón này. Một tháng thôi, một tháng là đấy nó sẽ lên rồi các bạn, em tích tích lúa là vừa đấy. Rồi mình thử xem tiếp nhá. Nó sao không, nó không đi đi ấy, nó không đi u được sao lên bạn hơi cùi nhỉ. Tao không thích đi xe buýt, không ngại. Đi xe 3 đi. Rồi mày đi về tao chở con về. Tắm đi rồi đi. Không, tắm đi luôn cũng được. Sao gội đầu thôi. Đó, mở tiếp lại em ơi. Ui. Thật là mình được clip mình đang nói chuyện thằng bạn mình quên mất nhạc lăng. Lăng quên. Ui trời em ơi. Mở cái cũng nghe không ăn thua lắm các bạn, cũng khá là cùi. Thế mở tiếp vào nhá. Ui. Cái nào sẽ được cả kẹo em ạ. Ô được cả vàng nữa, trời ơi cái hơi toang em ơi, hơi toang. Anh là hên hết là đồ ngon hơn. Ơ được giá titan là 16.000 vàng lại. Chung quay mới ở giữa. Ui được hai cả 200k vàng đấy em ạ. Úi giời. Cái đầu xinh luôn này. Cũng khá là ngon em ạ. Ok, anh em thấy hay thì nhớ để lại một like này. Muốn đăng ký một chỗ ủng hộ nhá. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Bye bye anh em.